Hello, xin chào các bạn. Như mình đã hứa là sau cửa level 11 này là mình cùng các bạn sẽ chơi một làn này là dài tầm 8-10 phút các bạn nha. Ok luôn, mình giữ lời hứa luôn các bạn nha, là chúng ta bắt đầu chơi này. Tập trung ra đồ. Và lúc đầu vào đang đưa chào các bạn đem ra hơi bị lộn các bạn ạ. Và đây các bạn này. Chúng ta chuyển sang màu như thế nào, màu mà hồng cũng phải mới mà ra né quá chúng ta dám phải ấy rồi các bạn ơi, xuống hố lửa rồi nào, thanh niên này vạn luôn đi nào. Ok, cấm liên tục các bạn nhá. Né nào các bạn ơi, sang trái nào, sang phải nào, sao được mà tôi. Rất dễ đấy các bạn ạ, nhầm cận một cái là nhìn không ra đâu. Chúng ta đi qua đi cẩn thận nha, không xuống chỗ đường lửa là cháy chân nhá. Wow, thật phải đẩy cầu vòng các bạn ạ. Nào, anh như là chó đấy, mình sẽ phù các bạn nha. Mình sẽ phù rồi. Chào bạn nhá. Rồi mình ăn được quá thế nào. Wow, đấm vào lên một cục là không biết bao nhiêu nữa. Tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn nhớ like, chia sẻ kênh cho mình nha. Chúng ta trở lên tiếp các bạn nhá. Rồi chúng ta sang lên và nhận thưởng cái màn này, màn nhận thưởng các bạn nhá. Sau một màn đấu tranh với các mẫu tranh với vị tướng khá là kỳ cam, bây giờ chúng ta đến màn nhận thưởng nào. Rồi nhận những viên các bạn nha. Màn này chúng ta nhận được bao nhiêu viên chưa các bạn nha. Hiện tại mình đã được 94 này, 100 rồi các bạn ạ. Wow, được 125 các bạn ạ. Bonus thế nào, bonus thế nào, nhận được bao nhiêu nào. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow, chúng ta nhận được 1875 viên các bạn ạ. Chúng ta nhận thưởng này. Nha, vẫn tiếp tục chiến đấu các bạn nhá. Màu xanh nào, đã ấn vào nút xanh nào rồi. Né nào, đập tường này, đi qua nào, chúng ta ấn vào màu đậm nam nào rồi. Không bị lỗi đâu bạn ơi. Quá, có phương niệm luôn rồi các bạn ơi. Là chúng ta sẽ biến thành 7 màu chưa? Wow, các bạn ơi, khá là ok rồi các bạn ơi. Mùa thanh niên này tay không rồi đánh với mình rồi các bạn. Chịu được mấy cú các bạn. Nào, sân nước mới nào. 1.2 các bạn ạ.
rất là nhiều. Mình cần bắt đầu vào nguyên màu xanh các bạn nhỉ. Wow. Né nào. Wow, không được rồi các bạn ơi. Ta tiếp tục lại nha các bạn nhé. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ cho video cho mình nhá. Vâng, hôm các bạn đây, cửa này cái level 15 bạn ạ. Đây. Bạn nhìn ở trên chốc chốc này nhìn nha. Đây level 15 đấy ạ. Wow. Cái này nó có hàng nghìn level các bạn ơi. Các bạn chơi thoải mái. Wow, thấy chưa các bạn. Cái này qua rất là ngoạn mục. Chỉ lỗi một lần thôi, làm sao là rút kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Lỗi lắm thì làm sao mà có đánh được xong chơi game được. Ok nha, này cho thanh niên này đập chung quá. Ok rồi, đến lượt mình, bây giờ mình sẽ ăn tiếp tục các bạn nha. Cái này kịch kim rồi các bạn ạ. Ui, 4.2 các bạn ạ. Đẹp thưởng nè. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Cái đường đi rất là đẹp, nó chuyển sang màu vàng nè. Nào, nhận 4 anh màu vàng nè, 6-8 nè. Quá nhầm rồi các bạn ơi. Nhầm một cái rồi. Rồi thật lành này, ô tôi chạy trên trên nha. Vừa nhận được thương, vừa nhận thu thập được cái tướng các bạn ạ. À, chúng ta chơi các bạn ạ. Ok chưa. Chúng ta nhận quá nào. Rồi chưa. Ok ok. Nào. Nào. Nào đấm đi. Rồi. Các bạn nên nhớ các bạn nha, chúng mình mỗi ngày thì lúc nào giải trí bỏ ra tầm 5 đến 10 phút để giải trí sau công việc hoặc là giờ học tập thôi nha. Ok ok, lách đã, mình cả lách khá là tốt đúng không các bạn, tổ lái đấy các bạn ơi. Mình ở đâu á? Các bạn đừng quên xem kênh rồi có video mình sẽ bảo là giới thiệu về mình. Quá tưởng tôi cho mà ăn ta. Đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Bye bye.